Xin chào quý vị và các bạn, tên tôi là Phạm Văn Cường, là nhân viên kỹ thuật của công ty PMC. Hiện tôi đang làm tại dự án tòa nhà Sky City tầng 8 Nam Hạ. Vậy là năm 2016 sắp qua đi và năm 2017 sắp đến. Nhìn lại, sau một năm làm việc, nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ của công ty, ban quản lý tòa nhà và cấp trên, tôi đã hoàn thành các công việc cấp trên và công ty giao phó. Bên cạnh đó, còn một số việc cần phải khắc phục. Sang năm 2017, tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm sao hoàn thiện thật tốt các công việc cấp trên giao phó để đảm bảo cho công việc ngày càng tốt đẹp hơn. Về phần công ty, tôi mong muốn công ty mở nhiều lớp đào tạo như Kaizen và kỹ năng 5S để làm sao mỗi nhân viên kỹ thuật như tôi có thể áp dụng những kỹ năng đó và trong công việc để hoàn thành tốt các công việc của công ty giao cho. Trong năm 2017, tôi mong muốn bản thân tôi và gia đình có một sức khỏe an khang thịnh vượng. Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc đến toàn bộ cán bộ công nhân viên thuộc công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT PMC sang năm mới công tác tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công ty giao cho. Chúc toàn thể các cán bộ công nhân viên và gia đình sang năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn.